Thưa quý vị, để tạo đà cho ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, bên cạnh việc làm mới các sản phẩm dịch vụ, thì vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch, nhất là nhân lực chất lượng cao, được xem là yếu tố then chốt. Trong bước phục hồi sau đại dịch, ngành du lịch Đà Nẵng vẫn đang tập trung cho công tác này. Dù tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng người đầu bếp này đã có hơn 10 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ ẩm thực nhà hàng và hiện đang làm việc tại một khách sạn 5 sao, được điều hành bởi một tập đoàn quốc tế. Xuất phát từ một học viên trường nghề với khát vọng muốn quảng bá những món ăn ngon của Việt Nam đến với đông đảo bạn bè quốc tế, anh đã luôn nỗ lực tìm tòi và truyền lửa trong công việc của mình. Thì mình muốn quảng bá cái món ăn của Việt Nam ra trường quốc tế. Trong bối cảnh đang phục hồi sau đại dịch, thì tôi và anh em trong khách sạn cũng cố gắng để đào tạo các nhân viên mới để phục vụ đủ nguồn nhân lực cho du lịch thành phố. Những người như anh Tôn chính là minh chứng sống động cho hiệu quả của việc đào tạo nghề du lịch một cách bài bản. Trong bối cảnh mà du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra đối với nguồn nhân lực không chỉ là đảm bảo về số lượng mà còn phải không ngừng nâng cao về chất lượng. Thậm chí nhiều chuyên gia nhận định việc đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố quan trọng để nâng cao tính cạnh tranh của điểm đến khi du lịch hồi sinh. Cái chính sách đào tạo và cái đào tạo lại nguồn nhân lực là cần thiết nhất trong thời điểm này. Thứ hai nữa là thời kỳ hội nhập quốc tế này, thì nguồn nhân lực qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ thì mới phù hợp được với toàn cầu hóa của chúng ta, với khu vực và đảm bảo cái chất lượng của nguồn nhân lực chất lượng cao. Thích ứng với bối cảnh mới, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều nỗ lực đổi mới, cập nhật nội dung đào tạo nhằm theo kịp với nhu cầu của thị trường. Ngoài cái lĩnh vực về chuyên ngành về dịch vụ, nghiệp vụ và chúng tôi kết hợp với chương trình Anh Văn và chúng tôi update những cái cập nhật những cái thông tin mới nhất của tất cả các cái khách sạn và những khu nghỉ mát lớn ở tại địa phương. Chúng tôi đào tạo cho các em để các em trở thành những cái nhân tố mới và các em có thể là lĩnh hội rất là nhanh trong cái vấn đề mà tìm việc sau này. Nhà trường xây dựng cái kế hoạch đào tạo tại doanh nghiệp là khoảng từ 25-30% tại doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa thì nhà trường là phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp đảm bảo cho các bạn sau khi tốt nghiệp có được một cái việc làm ổn định. Cái thứ ba nữa thì nhà trường xây dựng một cái chương trình đào tạo tiếng Anh theo cái chuẩn để các em ra trường có thể là đáp ứng được các cái công việc mà đòi hỏi cái khả năng tiếng Anh tốt. Theo dự báo đến năm 2025, thành phố Đà Nẵng cần khoảng 75.000 lao động phục vụ cho sự phát triển của ngành du lịch. Tuy nhiên đến nay Đà Nẵng chỉ có gần 20.000 lao động trong lĩnh vực này. Ngoài sự thiếu hụt về số lượng thì chất lượng lao động cũng đã có sự giảm sút do sự thay đổi xu hướng du lịch, chuyển đổi thị trường lao động. Thực tế cho thấy vẫn cần phải có sự kết nối mạnh mẽ hơn giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để bồi dưỡng đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như các chính sách khuyến khích thu hút nhân lực từ thành phố để ngành du lịch địa phương không bỏ lỡ cơ hội phục hồi quý giá này.